chào tất cả các bạn. Để tiếp nối cho cái phần trước thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đuôi sao của cái xe hoa. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần là nha. Mình sẽ cặp 2 cho tới 3 sợi lại nha. Đây cái phần lạc nè, mình sẽ đan những cái dòng nó theo kích thước nhỏ, sau đó hơi lớn, sau đó lớn hơn một tí. Đây như thế này, là thấy rõ không? Sau đó mình sẽ đặt cái phần nhánh cây này lên trên đây như thế này, như thế này. Đây mình làm cái hướng chiều ra ngoài như thế này cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho một nhánh lá bạc vào. Đây, vậy là mình đã trang trí xong cái phần đuôi xe. Sau đó mình sẽ sử dụng cái phần vỏi von vuông vắn để mình quấn lại. Đây, như thế này nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cái phần ống nước này và cho vào đây một cái bông lan hồ điệp. Hoặc là các bạn sẽ quấn cái phần ống nước này vào đây trước. Đó, chúng ta cho cái bông lan vào. Đây, vậy là mình đã trang trí xong một bên. Bây giờ mình sẽ cho một cái chiều ngược lại thêm một bông lan nữa. Hoặc là bên đây mình sẽ làm cái nơ đi.
và các bạn sẽ gia cố lên cái phần đuôi xe của chúng ta. Rồi, như mình vừa hướng dẫn với các bạn, lúc đầu là mình có nói là bên đây mình sẽ dùng bông hồ điệp đúng không? Thì cái cách đầu tiên là chúng ta có thể làm bên đây cái nơ, hoặc là chúng ta sẽ làm đối xứng với nhau. Chúng ta sẽ làm bên đây là cái ống nước luôn, và chúng ta sẽ đặt cái bông lan hồ điệp lên. Rồi. Cách thứ hai là chúng ta sẽ làm hai cái cánh lan hồ điệp nó như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc gia cố lên xe thôi. Để tiếp theo cho cái phần xe hoa lần trước, thì lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm tay cầm cưỡi cho xe hoa. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái, các bạn có thể làm tương tự cho những cái còn lại nha. Chúng ta sẽ sử dụng dây may. Sau đó chúng ta sẽ lọn là một lọn, hai cái lọn tròn nhỏ như thế này. Các bạn nhớ là chúng ta đừng có làm to quá nha. Đây. Nó nhỏ gọn như thế này thôi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái ống nước chúng ta đặt vào. Và dùng sáp để quấn lại, kết dính lại cái phần này lại nha. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một ít lá tùng nho để chăm vào. Các bạn đục cái lỗ cho nó hơi to tí xíu nha. Chúng ta sẽ cho lá tùng nho vào. Cái lá tùng nho này thì cái nhiệm vụ của nó là nó sẽ giữ cho cái hoa của chúng ta nó đứng lên, nó thẳng hơn. Thật là đơn giản, để có được một cái tay cầm trang trí xe hoa thay đổi cho những chiếc nơ truyền thống lạc hậu, thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái cách điệu để làm cho cái tay cầm xe hoa trở nên xinh đẹp hơn. Chúc các bạn thành công!